Ván cờ về cú bắt rơi tuyệt độc làm cao thủ phải lắc đầu mà nhận thua. Lần gặp giữa Tiếu Diện Phật Từ Thiên Hồng và Trương Thanh Hoành, giải vô địch Trung Quốc năm 91. Ở trong cuộc này thì Từ cầm tiên, Trương phó tấn công. Trương thấy vậy đưa về thuần phó trận. Từ tiếp tục đưa ngợt để xua lên, Trương mã 8 tấn 7. Rồi từ C1 bệnh 2, thì Trương hoãn khai ra bưng 7 tấn 1. Từ Thiên Hồng phân triển chỉnh mã còn lại. Trương cũng vậy, mã 2 tiến 3 quy củ. Từ Thiên Hồng mở chốt của mình. Trương pháo phải qua hả ngay. Hoặc là câu chuyện tiêu diệt vào chốt bên kia của đối phương, ém thẳng vào chiến ngựa đường 3 để mở đường lấy rơi bằng 8 lộ diện. Hoặc là sẽ dùng pháo 2 bằng 3 ém mở 7 để C1 có thể ra trận được. Quyết định cuối cùng của Từ Thiên Hồng là ngăn cản âm mưu thứ 2, mở 7 tiến 8 để đánh trận. Bởi vậy C1 đối phương không thể nào lộ diện trực rộng. Tới đây Trương Tân Hoành, C9 lại khởi hoành. Từ Thiên Hồng cũng vậy, C9 nâng lên ngay. Giờ Trương một mạch điều chủ lực sang quá cung, trước khi đối phương lại điều xe vào chân sườn rất thuận lợi, vừa có thể quản lý một trục đường quan trọng, nhân tiện có thể tiến lên, hoặc là kỵ hà đe dọa chốt 7, hoặc là quá hà, thêm một nước cờ nữa đánh thẳng vào quân ngựa đường 3. Nhưng quan trọng hơn hết, sau khi xe lắp vào thì chỉ cần xem xét tấn 2 trường, bởi vậy mà pháo đường 2 của Trương rơi vào hiểm cảnh. Còn tới đây không làm được, từ C4 tiến 5, để ngăn chặn âm mưu phản kích của đối phương là C4 thỏ ngay mắt sĩ của mình. Từ Thiên Hồng tỏ ra rất am tưởng về đường đi nước bước. Trương Tân Hoành lại dùng pháo để chém chốt. Việc sớm muộn cũng phải làm, tại vì từ tiếp tục tới đây C9 bình bày vào. Nếu như pháo còn thì còn sẽ chút lo ngại, tức là C7 dâng 2 đánh tử. Mà nếu như pháo chảy sau thì một mảng, tại vì chốt 7 sẽ tràn qua hạ mới đổi. Kiểu gì cũng là một tình cảnh vô cùng bất lợi. Chiến ngựa đường 3 cho dù có tháo chảy cửa nào, thành thử quân binh đường 7 không còn, rất khó để giữ trận. Còn tới đây, Trương dùng tường 3 tiến 1 để ngăn chặn, và Từ cũng ném tường lên. Ngăn cản chốt đối phương qua hạ là thứ nhất, và thứ hai, chiến xe đường phải có thể được điều động ngay. Trương Tân Hoành dùng pháo 7 bằng 1 để chém chốt, rồi Từ lao xe qua. Chẳng gì khác ngoài một âm mưu kinh điển là xe bằng vào, đuổi mã, mã 7 tiến 6 để rút chạy, và Từ Thiên Hồng lại cao xe lên đánh đuổi. Trường dùng pháo 1 trồng đáy ngay, Từ lại điều xe vào đuổi mã trước để ngăn cản đòn cờ dùng binh 7 tiến 1 truy kích ngược của đối thủ. Lúc này ép buộc Trường mã 6 phải tiến 7. Và thành thử rõ ràng một chuyện, cả hai xe của Từ Thiên Hồng cơ động linh hoạt, làm cho một pháo một ngựa của Trương Tân Hoành đã trở thành cô quân thâm nhập, khi mà cả đám chủ lực còn lại không thể nào theo chân kịp. Cho nên chẳng những pháo của hạ không làm được gì, lại trở thành mục tiêu để đối phương lợi dụng. Nhưng đầu tiên, Từ tìm cách để vây giết vào chiến ngựa cánh bên kia, đã dùng C4 quay chạy về vài nước. Và Trương Tân Hoành pháo 5 bằng 7 cũng chẳng còn cách nào ổn hơn cả. Từ chỉ cần bằng 5 tấn 1 ngay. Rất tự nhiên, trung pháo có thể xây lắp được, nhưng chỉ cần một nước cờ rời hình thì trung lộ đối phương đã trở nên mỏng yếu. Từ Thiên Hồng vừa tấn chốt có thế công, lại lúc này hai xe chiếm cứ được một tuyến ngang quan trọng, thế ưu vì vậy mà ngày thêm rộng mở. Còn Trương C4 tiến 5, nước cờ bắt buộc cần phải làm. Và Tử lại chốt 5 tấn 1 ngay. Cấp tiến trong binh chẳng khác là bao cả. Nếu như Trương dùng binh này tấn 1 thì e rằng sớm bại. Tại vì ngay tại đây Tử chỉ cần lấy tướng quân xuất cung. Nhìn thấy việc đối phương chuẩn bị cắm xe xuất cục, nhưng làm sao để giải, ý chỉ là một cách vẹn toàn. Nếu như làm dày trung lộ bằng cách pháo 7 kê vào thì mã tơi mạng. Còn cách tường 7 tiến 5 thì cũng không cần phải bàn luận gì nhiều, khi Từ chỉ cần dùng pháo này để chém luôn cả tường, bắt buộc tướng quân phải xuất cung. Giờ đánh ra chiêu hiểm là xe này khử mã ngay, không bắt xe thì thua quân, còn dùng pháo 7 tiêu diệt lên cũng sớm bại. Pháo 5 chỉ cần bằng 2 để xuất cục, bắt buộc xe này phải tiến chạy đi. Rồi cầm pháo chiếu như thường, tướng quân tấn 1 lại dùng pháo này để thủ tiêu xe còn lại. Quan trọng sau đòn cờ thông đổi vừa rồi chính là Từ Thiên Hồng đắc một quân chủ lực thì đã đành, mà tới đây thế công của ông còn vô cùng mạnh bạo. Hoặc là dùng xe này đánh tử luôn cả pháo còn lại, hoặc là pháo 8 có thể kê vào chân sườn tiếp tục đe dọa cho một đòn cờ rút bắt. Trường một lúc đối phó quá nhiều nguy cơ, quân lực thì ít ỏi, đương nhiên sẽ phải bại. Nghĩa là để giải sát cho hình cơ này, không thể nào Trương pháo 7 hoặc là tưởng gác lên, mà đành phải đưa tướng quân trốn chạy cái cuối cùng, thì bị Tử pháo 8 bành vào, cũng chẳng biết làm sao cho ổn cả.
xe chạy đi thì xe 7 cũng bình 6 vào, không đỡ nổi. Còn việc pháo 7 mà kê sang cũng chẳng còn gì, đầu tiên xe cứ diệt ngựa như bình thường. Tại vì đằng nào quân xe đứng ở vị trí này cũng to cả. Bởi vậy quay trở lại như hình cờ này, quyết định cuối cùng của Trương lấy xe 1 hoành vào sườn và Từ Thiên Hồng lấy chốt này để thủ tiêu. Trương nếu như không muốn sớm vỡ trận thì buộc lòng mã 3 tấn 5 để khử trừ hậu hỏa. Từ Thiên Hồng lại lệch pháo vào bắt lấy xe. Xe hẳn nhiên còn có thể chạy, hoặc là xe 4 bình 2, hoặc là quân xe lỗ trên tạt ra vài nước. Nhưng tốt bị tướng 5 xuất cung cũng gần như không thể nào đỡ nổi, lại là mất quân và thế công của đỏ quá ảo ạt. Cho nên tới đây, Trường sau một thời gian ngẫm ngợi đã nhìn đau dùng xe này cảm tử vào pháo của giặc là một cách duy nhất để hạn chế một đòn tiến công cực hiểm của đối phương. Lúc này tử lấy sĩ mà diệt, Trường dùng xe này thủ tiêu ngay. Nhân tiện là gì? Chẳng phải là chỉ mỗi việc đe dọa vào sĩ đáy của tử, mà chỉ cần xe 4 bằng 5 là cách đơn giản nhất. Cho nên tử hóa giải đồng lúc đưa tướng quân thượng lầu. Trường không làm gì được cả, lại dùng xe 4 tiến 2 chém sĩ còn lại. Và Từ Thiên Hồng dùng mã 8 tiến 7 cũng đạp chốt bay qua ngay. Thấy về Trường lại dùng xe quay đầu về hối hả để phòng ngự. Thì tử mã 7 tiến đường 8 để đợi chờ. Chờ cho một việc gì cực kỳ hiểm, khi mà tướng quân rõ ràng không thể nào di chuyển. Bởi vậy chỉ cần lấy tướng quân xuất cung mà thôi, làm sao để có thể hóa giải vẫn là một đòn đánh chí mạng một đối phương đang còn mai phục. Bởi vậy Trường tới đây xe 4 quay đầu về, nhân tiện đuổi lấy mã và hỏng có thể hóa giải thế công của đối thủ bằng cách pháo 7 này kê vào. Nhưng chuyện đâu có dễ vậy, tử lấy xe 7 bằng 8 để giữ lại ngay. Giờ Trương lúc này mã 7 tiến 9 để đoạt tường. Âm mưu đơn giản, thứ nhất tử dùng pháo này vọt sang thì cũng chỉ cần đưa pháo bắn lên ngựa và thành tử cũng chỉ là cuộc đổi. Và Trương Tân Hoành lại lời đến một tường, nhưng điều quan trọng nhất, Từ Thiên Hồng đã tự mình rời bỏ đi thế tiến công uy lực nhất của mình, chính là pháo trung lộ. Ngoài ra, sau nước cờ mã này vọt biên, thì âm mưu tiếp tục của Trương Tân Hoành để phòng ngự nếu như đối phương đưa tướng quân xuất cung, cũng chỉ cần pháo 7 kê vào trung tâm để mới đổi. Bởi vậy ngay tại đây, tử đã chẳng làm, lấy xe 4 lạch sang đổi quân trước. Nếu như đổi thì e rằng Trương sẽ chẳng còn gì cả. Tại vì sau khi tấn đổi xe, xe 8 lạch vào, để đủ sức để hóa giải với sách cục này cũng gần như là một câu chuyện không tưởng. Việc sớm muộn khi đối phương đã tích lũy quá lớn về sức mạnh vật chất, bởi vậy Trương Tân Hoành chỉ còn có vài pháo ngựa không thể nào phòng ngự nổi. Cho nên trong hình cờ này, nghĩ đi nghĩ lại, Trương chỉ có thể lấy xe 4 bằng 3 để tháo chạy và từ đưa ngựa xua lên ngay. Khổ không thể nào kể xiết, mã trung tâm sắp bị vây từ tới nơi, chỉ còn cách pháo 7 này kê vào, giờ chính thức mất mạng. Đầu tiên Từ Thiên Hồng lấy pháo này tiêu diệt tượng 7 tấn 5, giờ dùng mã 4 bắt lên lợi quân ngay. Trương Tân Hoành biết vậy nhưng gần như lực bất tổng tâm. Những hy vọng còn lại là xe pháo mã, nhưng tam tử này mỗi quân chạy mỗi nẻo. Lựa chọn tiếp tục là mã 9 tấn 7, rời từ mã 5 tiến 3. Trường lại dùng chốt 7 lao qua hạ. Có lẽ rằng cờ bị gì chốt sẽ thích hợp hơn với hoàn cảnh lúc này của họ Trương. Tại vì không thể nào thay vì dùng chốt 7 tấn 1 mà lại lấy xe này để chém binh. Còn có một sát cục vô cùng quái hiểm, từ chỉ cần lấy xe 6 để thí cây, bắt buộc sĩ quay về, giật ngựa về một nước thành một sát cục. Bởi vậy không thể nào làm, chỉ còn cách bất động cả xe. Pháo thì không còn chỗ để quay về, quân ngựa đường 7 cũng vậy. Cho nên bí cờ thì lại dí chốt. Từ Thiên Hồng mã quay về để đe luôn trung tưởng, bỏ luôn mà chốt này lại lắc vào. Từ Thiên Hồng cũng chẳng cần dùng mã này đánh tưởng, mã 4 tiến đường 6 bắt xe. Trường tới đây cảm giác vô cùng khốn khổ. Thứ nhất, lệch xe vào sườn thì mã xe nhảy chiếu và thành thử chiến xe mất mạng không còn gì. Còn thứ hai là dùng xe này để tiến 1 thì lại bị tử dùng xe 8 thấn thẳng lên vây đuổi. Tại vì xe 3 lạch sang, mã 6 chỉ cần tấn 7 sát cục. Bởi vậy chỉ còn đúng lựa chọn xe 3 quay đầu về. Và Từ Thiên Hồng kết thúc rất gọn gàng, xe 8 bằng 5 đoạt trung tưởng. Trường tới đây buông bàn mà thua, đỡ kiểu gì cũng bị mã 6 tiến 4 sát chiêu cả. Một trận cờ với chiêu thức tấn công vô cùng sắc bén của Tiếu Diện Phật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.